Cửa hàng âm thanh bãi Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác yêu nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc đang truy cập cũng như thường xuyên theo dõi kênh của em. Quý vị và các bác các anh em thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2019, trước cái máy quay thì quý vị và các bác đang được nhìn thấy một đôi loa. Đây là một thương hiệu của Mỹ và sản xuất ở Nhật Bản. Một đôi loa Zemtic Mic 2. Đôi loa này sử dụng bát 40 mang giấy gân mút và một loa trung giấy và một loa tép còi. Có một lỗ thông hơi hỗ trợ hai vi tinh chỉnh. Đôi loa rất đẹp, đẹp trong tình trạng đẹp lóng lánh và long lanh. Và đôi loa này sử dụng thùng gỗ lạng tuyệt đẹp và đôi loa này có một cái giá thành rất hợp lý để cho anh em chúng ta sở hữu và đam mê sưu tầm. Đối với đôi loa này thì các bác sử dụng về đôi loa này thì các bác nghe được rất nhiều thể loại nhạc ở trên đôi loa này và có thể kết hợp hát hò karaoke ở trên đôi loa này rất hay, phát huy rất tuyệt vời. Và đôi loa Zemtic Mic 2, đôi loa này có trở kháng 8 ohm và công suất của nó là 160W trên một thân thùng loa. Sử dụng bass 40 các bác nha, các bác cũng không lạ lẫm gì dòng này nữa rồi. Nói về dòng Mic 2 và Mic 1 thì Mic 2 tiếng hay hơn mic là dòng Mic 1 các bác nha. Vì cái sở hữu của nó là nó sử dụng cái loa trung giấy cho nên là tiếng của nó ngọt ngào hơn. Nói về thể tích chiều cao của đôi loa này là 75 phân. Và chiều rộng là 45 phân. Và chiều sâu là 32 phân. 32 cm, hay em cứ gọi tắt là phân. Cao 75 cm, rộng 45 cm và chiều sâu là 32 cm. Nói về cấu trúc của đôi loa này thì nó quá đẹp rồi, đẹp từ cái e căng đẹp đi các bác nhá. Và thùng gỗ lạng màu vàng rất là tuyệt vời. Em sẽ quay qua cái máy quay để cho anh em chúng ta ngắm được về cái bản chất của về cái thùng của đôi loa. Thì nó sở hữu thùng gỗ lạng rất là tuyệt vời, rất đẹp. Đó, cái này những vết này lau qua đi phát là sẽ sạch bóng luôn. Rồi, quá đẹp nha, vuông hộp sát cạnh từ trước đằng sau. Có lẽ là những đôi loa mà em bán trong cửa hàng của em thì lỗi ở đâu em báo đấy. Còn đâu nếu không lỗi em báo đẹp là sẽ đẹp keng. Nó vuông hộp sát cạnh, cực đẹp luôn các bác nha. Và xin vào báo giá cho sản phẩm này siêu bổ rẻ, siêu ngon và bổ rẻ. Rẻ đến nỗi là các bác đi khắp đất nước Việt Nam này không thể mua ở đâu được. Và duy nhất chỉ có cửa hàng bên em mới có. Đôi loa Zemtic Mic 2. Em vừa giới thiệu, đây là một thương hiệu của Mỹ và sản xuất ở Nhật Bản, Made in Japan. Và nói về các dòng như là loa Zemtic hay là âm ni Zemtic hay các thiết bị lọc xì, đầu đĩa, vân vân. Nó là của Mỹ và sản xuất duy nhất ở một nước, đó là nước Nhật Bản. Các bác nhá, hãng này là từ xưa đến nay, từ bao nhiêu năm nay rồi. Và đôi loa Zemtic Mic 2 này nó có một cái mức giá là 13 triệu 500 ngàn đồng các bác nha. Giá này không bao gồm cước vận chuyển và giá này khi các bác gọi điện muốn mua thì đừng mặc cả các bác nha. Em bán hàng không mặc cả. Nói giá nào bán ra đấy và không mặc cả các bác nha. Thì đôi loa sử dụng bát 40, một loa trung giấy và một loa tép còi, một lỗ thông hơi hỗ trợ hai vi tinh chỉnh và các thông số em đã vừa đọc cho quý vị và các bác các anh em rồi. Nguồn phát là một chiếc đầu Solidat 57AS, chiếc đầu này có giá 4 triệu đồng. Và một chiếc âm ni, đó là một chiếc âm ni Dalong PMA 1500R, mặt vàng chay, đèn đỏ đang sáng. Và chiếc âm ni này có giá 9 triệu 500 ngàn đồng, nó đánh vào đôi loa Zemtic Mic 2 đúng là như cậu với mợ, tiếng cực kỳ hay luôn. Bây giờ xin kính mời quý vị và các bác các anh em chúng ta hãy cùng đeo tai phone để thẩm âm. Chất.
và các bác nhá. Em nợ duyên anh từ lúc nào, như bờ lâu nở nước ven ao, mực nghiêng đỡ bút thơ vay chữ trăng khuyết trời. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bác, các anh em đã dành thời gian quan tâm theo dõi clip này. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.